thì chúng tôi lại xin mời quý vị chuyển sang dòng nhạc của nhạc sĩ Huỳnh Anh với một sáng tác rất nổi tiếng, viết về những cơn mưa. Vâng, lại là những cơn mưa. Nhạc phẩm Mưa Rừng, cùng phần trình diễn của thí sinh số 103 Nguyễn Minh Nhật. Xin chào Minh Nhật. Dạ chú. Minh Nhật có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình. Dạ con xin chào quý vị khán giả, ban giám khảo và các cô chú tại đây. Con tên là Nguyễn Minh Nhật và năm nay con 16 tuổi. Wow, 16 tuổi. Nhưng mà
Chứ hỏi chút xíu là Minh Nhật đã từng gặp mưa rừng bao giờ chưa? Chắc là chưa đúng không? Vâng, kính thưa quý vị, thực sự là bài Mưa Rừng là một bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Và khi chúng ta nhắc đến Huỳnh Anh là nhắc đến Mưa Rừng. Thì nhạc phẩm này được chú Huỳnh Anh sáng tác năm 1961, sáng tác cho cô Thanh Nga để tập trong vở tuồng cùng tên, đó là vở tuồng Mưa Rừng. Thì sau này là Mưa Rừng cũng đã trở thành chuyển thể thành một bộ phim. Vì thế có thể nói rằng là trong sự nghiệp của chú Huỳnh Anh thì Mưa Rừng là bài hát nổi tiếng nhất. Vâng, và bây giờ chúng ta xin mời ban giám khảo có nhận xét dành cho Minh Nhật ạ. Con xin mời cô Giao Linh ạ. Cô xin chào Minh Nhật. Dạ, con chào cô ạ. Năm nay Minh Nhật 14 tuổi. Dạ, 16. 16, ok, 16. 16 cũng chưa biết yêu mà. Dạ vâng, đúng rồi. Không cô ơi, nhưng mà chưa chắc đâu. Hỏi Minh Nhật biết yêu chưa? Con yêu nhiều cái chú ơi. À, yêu nhiều cái cô ạ. Vâng. Cô nghĩ là chưa biết yêu đó. Chứ nếu mà Minh Nhật mà biết yêu nó hát bài này còn hay nữa nha. Tại vì cái bài này đó nói về một cái tình yêu của một cô sơn nữ, đại khái là một cô sơn nữ, mà cô sơn nữ yêu cái người đàn ông đó, nhưng mà rồi cái người đàn ông hứa đó hứa rồi đi luôn không thấy về nữa. Thì là nhạc sĩ Huỳnh Anh viết nhạc phẩm này vào năm 1961, và đặc biệt là đã tập cho cô Thanh Nga hát cái bài này rất là lâu. Mà cô Thanh Nga thì là một nữ nghệ sĩ hát nhạc tân nhạc thì không có gì xuất sắc, nhưng mà không hiểu sao vô cái bài Mưa Rừng này, cái giọng của chị đó quyện vô với cái nhạc, nó làm cho một cái bài hát thiệt là hay và thật là dễ thương. Cái giọng của chị Thanh Nga mộc mạc lắm, nhưng mà nó vô cái bài Mưa Rừng nó hợp nhau và rất là hay. Thì hôm nay trên sân khấu này Minh Nhật cũng đã hát cái bài Mưa Rừng, mà cái nhạc dồn dập. Bà Giao Linh có một lời khen để lát nó quên, là ban nhạc hòa âm cái bài này rất là hay. Mà ban nhạc đàn thì đàn, nhưng mà Nhật vẫn bình tĩnh để mà vô cho nó nhịp đúng cái khuôn bài hát. Thì Giao Linh nghĩ là Nhật cũng rất là giỏi về nhạc phải không? Thành ra vững nhịp lắm. Cô rất là hài lòng với cái cách hát của con và cái lối trình diễn của con. Một lần nữa cô chúc mừng Nhật. Dạ con cảm ơn cô ạ. Vâng, cảm ơn cô Giao Linh. Vâng, có vị giám khảo nào có nhận xét về Minh Nhật không? Vâng, xin mời giám khảo Đăng Nguyên. Chào Minh Nhật. Với cái số tuổi của em 16 tuổi mà em thể hiện một ca khúc nó rất nặng và chiều sâu như vậy thì theo anh thì cũng là đã đạt lắm rồi. Chứ nếu như mà em hơn 20 tuổi nữa đi thì câu chuyện em sẽ thể hiện nó xuất sắc như thế nào? Ngoài ra thì còn có những cái gì đó của hơi thở của em làm rất tốt. Em có một cái phong thái rất là đỉnh đạt. Chứ không phải là chỉ là 16 tuổi và ngây thơ. Nếu mà em nói là em có bạn gái rồi, em có người yêu rồi cũng rất là bình thường. Chứ không phải là em nói là em yêu rất nhiều cái. Em lại né cái câu hỏi của anh Thắng đi, em sợ gì. Ha? Yeah. Nói chung là anh cũng rất là thích cái phần trình diễn của em. Cảm ơn em. Yeah. Em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn giám khảo Đăng Nguyên. Giám khảo Thái Bảo và Thái Ngân có nhận xét gì cho cậu bé 16 tuổi của chúng tôi không ạ? Không phải không ạ? Bởi vì 16 tuổi như vậy là quá trưởng thành rồi. Vâng, xin chúc mừng Minh Nhật rất nhiều và hy vọng sẽ gặp lại Minh Nhật trong vòng sau nhé.